Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bởi trích âm theo thánh mát theo. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy quận vương Herod nghe danh tiếng Chúa Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng người này là doan Tẩy giả. Ông đã từ cõi chết sống lại nên mới làm được các phép lạ như vậy. Tại vì Herode, Herod, tại vì Herodia vợ của anh mình mà vua Herode đã bắt trói giam Doan tống ngục. Bởi Doan đã nói với vua rằng nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ. Vua muốn giết Doan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi Doan như một tiên tri nhân ngày sinh nhật của Herod con gái Herodia nhảy múa trước mặt mọi người và đã làm cho Herodia vui thích bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin được mẹ nó dặn trước nên nó nói xin vua đặt đầu doan tẩy giả trên đĩa này cho tôi vua lo buồn nhưng vì đã trót thề rồi Và vì các người đang dự tiệc Nên đã truyền làm như vậy Ông sai người đi chặt đầu doan trong ngục Và để đầu doan trên đĩa Đem trao cho cô gái Và nó đem cho mẹ nó các môn đệ của Doan đến lấy xác thầy và chôn cất rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu. Đó là lời Chúa Lời Chúa Kỳ người khen Chúa Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em Vẫn nghe đâu đó Lời răng dạy của tiền nhân Với con cháu là hãy ăn ngay ở lành Đừng làm điều gì trái với lẽ phải Với lương tâm Để cho tâm hồn và cuộc sống được bình an Bởi vì hổ giết người Hổ lăn ra hổ ngủ Người giết người thức đủ năm canh Điều này thật là đúng với lại Doan Xin lỗi đúng với lại Herodê trong bài phúc âm mà chúng ta mới vừa nghe Chỉ vì ham mê sắc dục và một chút sĩ diện Cho nên ông đã ra lệnh chém đầu doan tẩy giả Để rồi tâm hồn của ông luôn bị căng rứt, bị đầy đòa vì hành vi xấu của mình Câu chuyện khởi đi từ việc Doan Tây Dạ Đã can ngăn nhà vua Không được lấy Chị dâu của mình Vì lý do này Mà Chị dâu Là bà Herodia Đã xúi dục Herodê Bắt và tống giam Doan Tây Dạ Và Herodê đã nghe lời xúi dục này và điều này tưởng chừng như đã làm tội nguyện của bà herodia nhưng không vào một dịp sinh nhật của Herode bà đã cho con gái của bà giúp vui nhảy múa làm cho nhà vua vui thích cho nên Nhà vua nói với con gái của bà Herodia rằng Muốn xin gì trẫm cũng cho Và đúng kế của bà Herodia Bà đã nói với con gái của mình Và nhân cơ hội này hãy Xin cái đầu của Doan Tẩy Giả Một hình Một cái tâm tính của con người Có thể hiểm ác và tìm cách để tiêu diệt đến tận tận gọi là người ta gọi là nhổ cỏ nhổ tận gốc và đứa con gái của bà đã nghe lời mẹ để xin Herodê cái đầu của Gioan Tẩy giả đặt trên đĩa cho nó Herodê đã nhận tin này thì cũng hơi lo buộc vì chính bản thân của ông cũng kính nể doan tỷ giả và đồng thời cũng sợ dân chúng vì dân chúng coi thánh doan tỷ giả như là một ngôn sứ nhưng vì ông đã trót thề hứa với con bé trước các quan và khách dự tiệc cho nên ông đã phải thực hiện cái lời hứa của mình và cuối cùng thánh doan đã bị chém đầu Sao cái sự việc này có thể làm cho hê rô cắn rất lương tâm Cho nên khi nghe nói về Chúa Giêsu Thì ông cứ nhớ lại Nghĩ đó là Thánh Doan đã sống lại Cho nên mới làm nhiều phép lạ Và có ảnh hưởng trên dân chúng như vậy Thương bà anh chị em Qua câu chuyện của bài phúc âm hôm nay có thể cho chúng ta nhận thấy được mỗi người ở trong câu chuyện này thứ nhất đó là Herodê ông là con của vua Herodê cả ông được gọi là Herodê Antipa là một quận vương hay còn gọi là một tiểu vương là coi sóc một cái vùng lãnh thổ nhất định nào đó mà cụ thể ở đây Ông coi cái vùng Galilee và Petre Chỉ ở trong một cái vùng lãnh thổ nhất định Thế nhưng Ông lại nói với lại con gái của bà Herodia Muốn sinh gì trẫm cũng ban Nếu chúng ta đọc lại trong phúc âm của Thánh Marco và Luca Chúng ta sẽ thấy ông nói như thế này Muốn xin gì trẫm cũng ban Dù nửa nước trẫm cũng cho nói hơi quá bởi vì ông chỉ là một quận vương thôi mà nhưng điều đó để cho chúng ta thấy rằng herod là một con người sống cậy dựa vào quyền hạn và của cải của mình nhưng mà ông đời sống ông lại thiếu đạo đức vì thiếu đạo đức đó cho nên ông vì một cái sĩ một cái sĩ của người một người một tiểu vương một người lớn vậy mà doan tẩy giả lại dám cản ngăn hành động của vua rồi một cái sĩ vì lời hứa với con gái của bà Herodia để rồi để rồi ông đánh mất đi tiếng nói của lương tâm và ông đã trượt dài trên những sai lầm từ sai lầm lỗi lầm trong đời sống hôn nhân đến giết người vô tội đó là thánh doan tẩy giả bên cạnh đó thì bà Herodia bà Herodia, Herodia là vợ của ông Herod Philip là anh của quận vương Herod Antipa mà chúng ta mới vừa nói bà là một người phụ nữ đã có gia đình đã có chồng thế nhưng bỏ chồng mình để theo để lấy em chồng là một quận vương là người có quyền có tiền và có thế hơn chồng mình từ một đời sống thiếu đạo đức của một người phụ nữ để rồi bà đã đánh mất đi cái lương tri lương tâm của mình và, và liên can tới cái Chết hay là nói một cách khác đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết Cho người dám nói lên một cái tiếng nói của đạo lý Cũng vậy Là một người mẹ Thay vì dạy dỗ con mình sống tốt, sống có đạo lý Bà lại dùng con mình như là một công cụ mua vui cho người khác Mà cụ thể ở đây để Lấy con gái của mình cho nhảy múa như là một vũ nữ mua vui cho nhà vua cho dượng rể cho những quan cách không dừng lại ở đó sự thâm hiểm và độc ác của bà còn dạy con mình đến giết người đó là để giết doan tẩy giả Mà một cái hành Một cái hành Hành động chúng ta thấy ghê Đó là xin cái đầu của doan tẩy giả Đặt trên đĩa cho tôi Thương bà, anh chị em Một khi con người sống đánh mất lương tâm Thì chuyện gì cũng có thể xảy ra Về phần doan tẩy giả Ông là một ngôn sứ Ông là một người dọn đường cho đấng cứu thế Dám sống cho lẽ phải Không khuất phục trước bạo quyền Của con người Ông dám nói lên Tiếng nói của lương tâm của đạo lý Và thẳng thừng Ngăn cản nhà vua Ngài không được phép lấy vợ của anh mình tiếng nói của đạo lý ngài phải nói nghe không tùy người lãnh đạo nhưng một ngôn sứ thì không cho mình để tìm cái sự an nhàn ngài phải nói lên tiếng nói của lương tâm của đạo lý hậu quả thánh don bị chém đầu một cái kết không có hậu Thánh Gioan đã bị chết Ngài đã chết cho quyền lực của thế gian Quyền lực của sự giữ Nhưng Thánh Gioan vẫn còn sống Sống ở đâu đó trong tâm khảm của những của con người mà lấy đi mạng sống của Ngài Và còn vẫn còn sống trong lương tâm Trong tâm hồn của những người Còn lắng nghe được công lý và sự thật bởi vì công lý và sự thật thì không bao giờ bị giết chết cũng như ánh sáng thì bóng tối có thể che khuất được nhưng không thể tiêu diệt được ánh sáng hoàn toàn thưa ông bà anh chị em trong cuộc sống cuộc đời của mỗi con người chúng ta chắc chắn không tránh được những lỗi lầm vì đó là thân phận con người thế nhưng Xung quanh chúng ta vẫn còn đó những người thân. Có thể đó là cha mẹ, là thầy cô giáo, là anh chị em, là bạn bè, là những người lãnh đạo tinh thần, là tôn giáo. Là tiếng nói của lương tâm của mỗi người chúng ta, luôn cảnh thức, cảnh thức chúng ta về những lỗi lầm, những điều chúng ta làm không đúng cho mình hay cho người khác thế nhưng chúng ta có dám khiêm tốn và nhìn thẳng vào đời sống của mình để rồi chúng ta chỉnh đốn để sửa đổi hay không chúng ta xin chúa cho mỗi người chúng ta được dám khiêm tốn để nhìn vào đời sống của mình vì những lỗi lầm chúng ta trót phải để chúng ta không bị trượt dài trong đời sống tội lỗi một khi chúng ta chiều thêm một cái lỗi lầm nhỏ Sẽ dẫn đưa chúng ta dễ dàng đến những lỗi lầm lớn Như là Herodê tiểu vương đã làm Hay là bà Herodia Dạ, chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta Cuộc sống xung quanh Có thể có nhiều nhiều quyền lực, sức mạnh của sự giữ Nhưng xin cho chúng ta Dám sống và dám nói lên tiếng nói của lương tâm của đạo lý như là thánh doan tiền hô đã làm để ngõ hầu chúng ta cùng nhau xây dựng một xã hội trong đó đạo lý công bình bác ái làm nền tảng amen